Xin chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, an tâm và an lạc. Chúc quý vị khán giả trên toàn thế giới có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Chúc chị em phụ nữ chúng ta có một ngày tốt đẹp và an lành trong cuộc sống. Và hôm nay thì mình có một cái câu chuyện rất là bức xúc nha quý vị khán giả. Bức xúc cho chị em phụ nữ chúng ta, mà để những người mình ông già đáng tuổi cha tuổi mẹ mình mà lên hạ nhục phụ nữ của chúng ta, coi thường phụ nữ chúng ta. Và chúng ta phải, mình là người phụ nữ, mình phải nâng cao cái giá trị của mình lên. Dù mình có nghèo hay mình có gì đi nữa, chúng ta là một người phụ nữ trung trắng, thật thà, và không có giống như là như một người mình ông vừa khinh bỉ chúng ta, vừa coi thường chúng ta. Tại sao hôm nay mình nói cái câu nói này thì xin mãn phép các em chị và chị kia phụ nữ chúng ta trên toàn thế giới và trong nước và ngoài nước. Phụ nữ có nhiều loại, nhưng mà người ta cái gì đi nữa, người ta cũng là phụ nữ. Còn cái người mình ông mà mình đang nói đây đó là ông ngoại ở Sóc Trăng, ông Năm Quế. Ổng đáng cha đáng tuổi, đáng cha đáng mẹ mình. Mình không nên hổng với ổng. Chứ ổng mà ngang hàng tuổi như tụi mình đi, mình kiểu mình thằng thằng luôn. Cái tại sao mình nói như vậy, cả nhà hiểu mình nói như cái gì rồi đó. Thấy không? Phụ nữ chúng ta có một cái giá trị. Ai cũng là phụ nữ. Ông nói mà ông không nghĩ lại. Vợ ông cũng là phụ nữ. Con gái ông cũng là phụ nữ. Con dâu ông cũng là phụ nữ đó. Ông có ngứa quá, ông làm cái gì đó đi, chứ ông đừng có đem phụ nữ chúng tôi ra để ông coi thường. Cũng lẽ một người phụ nữ đã cái hạ đẳng để mà đưa cho ông cái ông nói 200 ngàn, ông coi thường phụ nữ chúng tôi quá vậy. Ông già mắc nết à, già mà mắc nết nha quý vị khán giả. Ông gầm gặt như là con chó tháng 7, giống như là con heo mà hả, giống như là con heo mà chưa con heo cái mà chưa thả nọc mà ông sung vậy đó. Rồi ông coi thường phụ nữ chúng ta, đúng không? Con xin lỗi mấy ông cụ bà cụ, mấy ông cụ mà mấy anh nam giới nha, cái ông già này già mắc nết, già mắc dại. Không phải là già, ổng là quỷ, phinh là tinh, heo đầu thai ổng á. Chứ ổng phải là con người. Ổng là con người, ổng không có ăn nói cái câu mà vô giáo dục vậy đâu. Ổng nói mà ổng không nghĩ lại. Ổng nói những cái câu nói ổng không nghĩ lại mà ổng đưa trên cộng đồng mạng. Mà ổng khinh bỉ chị em phụ nữ của chúng tôi. Ổng coi thường chị em phụ nữ của chúng tôi. Cô chú nào, ông nhớ rằng ông cũng có con gái, ông cũng có con dâu, đúng không? Đúng. Lẽ con ông á, đi cưới vợ á, có 200 ngàn về đặng cho con ông chơi hả? Ông nghĩ sao vậy? Cái ông già mắc nết kìa. Đã mắc nết rồi. Ông già 80 mấy tuổi rồi, 86 tuổi rồi, không còn nước nôi nào đâu. Mà đi phá, đi kiếm hết bà này, đi kiếm hết bà kia, đi kiếm hết bà nọ. Rồi á, ông lên trên mạng, ông coi thường chị em chúng tôi, coi thường phụ nữ chúng tôi. Thấy không? Mấy người mà khà khịa với ông á, người ta tưởng ông có tiền. Người ta vô người ta khà khịa nữa, ăn tài sản, ông qua tại vì ông quăng đủ đạn quá. Đúng không? Ông quăng lựu đạn quá, người ta tưởng là ông có thật, ông có tài sản thật, ông có tiền thật, ông có bạc tỷ thật. Nhưng mà thử bằng đùng ra một cái, ông có gì trên thì găng, dưới thì giấy. Có một bộ đồ á, mặc á, tối ngày, có một bộ đồ cha, quần đen áo trắng là mặc tối ngày, cái ba lô gác đi, đường gác đi vậy mà đi tán gái. Đúng không? Đi tán gái không có tiền, ăn bánh không trả tiền, còn khinh người ta, còn khinh dễ phụ nữ chúng tôi nữa. Ủa tụi nữ chúng tôi cái nỗi mà rẻ nỗi mà có 200 ngàn, có 200 ngàn hả?
ông coi thường phụ nữ chúng tôi quá vậy, đúng không? Ông trong đó đó, ông coi thường phụ nữ chúng tôi đó, ông coi thường tất cả đó, dòng họ của ông luôn á, ông coi những người dòng họ của ông ai mà có làm phụ nữ là ông cũng khinh bỉ đó. Tại vì ông coi một cái chăn gói đó với một người phụ nữ có 200 ngàn, ông nói thiếu gì, con cái 200 ngàn, thấy không? Ông về ông hỏi con gái ông mới đi làm vậy, con cái 200 ngàn, gái ông nó có chịu không, thấy không? Đó, mọi người ơi, chúng ta phải tẩy chay cái ông này, phải coi ông này hả như là một cái con thú loại lớp người chứ không phải là con người. Không phải mình hổng, tại vì ổng cũng đáng cha đáng mẹ mình rồi, đúng không? Mình không muốn hổng với ổng, nhưng mà ổng làm cho phụ nữ chúng ta là không có cái giá trị, coi thường phụ nữ chúng ta, đúng không? Ổng coi thường phụ nữ chúng ta, ổng làm như phụ nữ chúng ta là thậm tệ vậy đó, đúng không? Đúng không? Coi thường người ta. Ông cũng có con gái đó, mà ông cũng có con dâu đó, chứ không có đâu. Ông đừng có coi thường phụ nữ quá, coi thường quá không có được đâu. Ông làm gì cái gì làm, ông có chuyện ông đi tìm vợ hay tìm gái, còn chinh hay không còn chinh thì đó cái chuyện của ông, không ai không quan tâm tới. Nhưng mà ông đừng có xúc phạm phụ nữ chúng tôi, đúng không? Ông làm như phụ nữ chúng tôi là một cái món hàng chơi của ông vậy hả? Ông lại ông nắm tay cái ông ngọn cái là ông dắt về làm vợ cho ông hả? Mình làm cái gì làm, mình nó già rồi, già phải có cái nết của già chứ, già mà không có nết na gì hết á. Ông làm như là ông còn trai mới lớn lên, trai 20 tuổi 30 tuổi rồi đi tuyển vợ rồi đi tên này nọ. Ông nói ông có ăn học mà, ông có này nọ mà sao mà ông ăn nói sao vậy hả, mà không có văn hóa vậy, già mà không nên nết, già mà hả ăn coi người ta không, phụ nữ chúng tôi không ra gì hết, vậy mà đi tuyển vợ, tuyển cái gì, tuyển cái đầu của ông có tuyển vợ, đúng không các bạn? Chị em phụ nữ chúng ta, chị em nào có đồng ý với mình thì cho mình một like và một cái bình luận để cho mình có một cái ý kiến động lực để mà mình lên tiếng cho những chị em mà giá chồng, và mình lấy cái năng cao của mình lại để cái giá trị của người phụ nữ chúng ta lại, chứ đâu mà để cho một cái ông già hả không còn cái gì hết á mà coi thường chị em phụ nữ chúng ta. Đó, các bạn thấy như thế nào, cô chú như anh chị đó. Còn mấy anh chơi mấy bà mấy mẹ dùm ơn đi, đừng có gặm gực nữa, đừng có coi á cao cái giá trị của mình lên, đừng có hạ đẳng cái giá trị mình xuống để cho một cái ông già không nên nết tưởng là ổng là có giá trị trên toàn thế giới này, giống như một cái con heo nọc mà gượng con heo nọc mà người ta chưa mướn đi để mà thả giống gì đó, đúng không? Còn một điều nữa, nhắn gửi với mấy đứa con của ông luôn, đem ông về đi nhốt cũng trong phòng á, rồi đi mua con hai đi kinh về cho ông, rồi khoét cái lỗ á, đúng không? Rồi đó ông muốn gờ, ông muốn mò, ông muốn cái gì đó không được đó. Cái con hơi kinh nó có nhiều, có mấy chục là mấy trăm ngàn à, đúng chưa? Đó, để cho ông khỏi có gặm ngực giống như là con heo nọc. Ông mà thuộc về con heo nọc quá chứ, ông mà đại gia gì, đại chó chứ đại gia gì, đại gia gì mà đi ăn bòn, đại gia gì bằng tiện. Người ta đại gia giàu, người ta có già đi nữa, người ta có muốn em gái còn chinh đi nữa, hay là muốn đi tiễn vợ đi nữa, người ta cũng phải lịch sự, người ta cũng phải ga lăng, cũng phải này nọ, cũng phải cà phê cà pháo hoặc cái gì. Con này muốn ăn bánh mà không muốn trả tiền thì còn hạ đẳng chị em phụ nữ chúng tôi xuống nữa. Ông đi về nhà đi, thấy không? Mất công rồi hả? Ông hứng quá rồi, ông leo lên người người ta, ông chết trên người người ta, mất công rồi hả? Tội lỗi nữa đó,
Thấy không? Thì còn mấy cái con mẹ mà hả, Việt Nam làm ơn đi, 30, 40 còn 50 mấy, 60, 50 mấy này kia làm ơn, làm ơn bớt gượng đi, gượng như gượng ngứa thì cũng kiếm cái chuối mà thọt vô, đừng có cho cái ông già mà coi cái con người của coi giá trị phụ nữ chúng ta mà thậm tệ. Mấy bà mấy mã làm ơn giùm cái đi, để cho một cái ông già như là cho như là có con heo nọc mà thả rong đi trên đi trong nước coi đi kiếm đi mà giống như là kiếm heo lang vậy đó, nhớ không? Đó, mọi người thấy không, một cái ông già không nên nết thành quỷ chứ thành tinh rồi, 86 tuổi còn gì nữa đâu mà lên ăn nói nhiều cái rồi hả, chia đi vợ không, vợ không còn đi kiếm mấy con mẹ già nữa, bây giờ đi kiếm mấy em ở chơi một cái hai ở dưới quê cho kiếm mấy em 18, 19 tuổi chơi một cái 200 ngàn, ông làm như ông giàu lắm vậy. Cái đổi mà xỉa cái răng cái tâm mà còn ấy còn đem á nhét ở trong á xỉa còn làm lại bộ đồ hả, mặc á 5, 6 ngày không thay lại gần ông á, giống như là hả thúi còn hơn cái lỗ dồi nữa, ai mà thèm ông. Ông với ông là một giống như ông là có một cái giá trị, cũng có một cái nâng cấp cao gì đâu á, đẳng cấp cao á, coi giống như là ông là hả nọc trưởng thế giới, nọc trưởng ở trên toàn thế giới này là thiệt, trên toàn thế giới của mình ông thôi chứ không có ai hết trơn. Mấy ông cụ và mấy ông cụ người ta già, người ta có nết có nang, người ta sống, người ta lịch sự, người ta còn biết rồi cái nào ngon cái nào không ngon, cái nào mình nên ăn ăn, cái nào mình không nên ăn thì thôi. Ai mà giống như ông vậy, già rồi ăn phận phủ thừa đi, về nhà mà lo dưỡng già đi, lo không không lo dưỡng già mà lo hưởng thụ, mà hưởng thụ á muốn hưởng thụ thì phải bỏ tiền ra, đúng không? Mình muốn hưởng thụ mình phải bỏ tiền ra, mình phải này kia ra người ta mới cho mình hưởng chứ, có đâu mà ai có ai đâu mà cho mình hưởng phao không, đúng không? Dầu người ta già người ta không có tư cách già của người ta, dầu người ta cái gì ai phụ nữ chúng tôi có tư cách hết á, đúng không? Phụ nữ chúng tôi có tư cách hết trơn á, chứ không có, không để mà cho một cái ông già mà hả mắc dạy nhau mà hả lên trên cái mạng xã hội này mà chỉ nhã cho sĩ giả chị em phụ nữ chúng tôi, chị em phụ nữ chúng tôi không có tội gì trơn á, đúng không? Dầu ông có gì đi nữa, ông cũng là đáng cha đáng mẹ, bậc cha được mẹ bậc chú người ta để cho người ta tôn trọng, người ta còn tôn trọng ông, cái này không ai tôn trọng ông hết á, người ta coi thường ông như là một cái con khuôn cái bãi rác nữa, đúng không? Còn con ông á đi kêu tìm ông mà về đi, đúng không? Kêu con ông đi tìm ông chở ông về á, rồi mua cọng dây xích đó xích ông lại, rồi đi mua cái con hai đi kinh á để trước mặt ông cởi hết ra rồi khoét cái lỗ đó, ông muốn ông hứng ông vô đó, ông để vô cái lỗ đó, nhớ không? Cho nó khỏi mất công, khỏi mất công ông giống như con đó, ông mà hứng lên nó ông xả vô cái đó đó, ông có uống thuốc cái gì nữa, già cỡ đó rồi còn chơi cái gì nữa, già ôn. Ông đi ra đường ông khinh rẻ chị em phụ nữ chúng tôi, ông coi thường chị em phụ nữ chúng tôi, là chứ cái điều này chúng tôi không chấp nhận được. Chúng tôi giờ chị em chúng tôi có giàu gì nó cũng có cái giá trị của người phụ nữ, cũng có nâng cao của người phụ nữ chúng tôi lên, nâng cao lên như vậy mới nâng cao lên. Mà còn ông á, ông già rồi ông đi làm những cái chuyện tồi tàn để mất cái giá trị người miền Nam, mất mặt người miền Nam của mà với ông cụ và cụ với ông cụ hết, đúng không? Đừng có làm những cái chuyện mà bẩn thỉu này trên thế giới này, trên cộng đồng mạng này. Đi về nhà mà lo nằm phè nằm đó để mà mua con hai đi kinh á, ông muốn mò cỡ nào mò không ai nói ông, mà ông muốn làm cái gì không ai nói ông hết, đúng không? Ông còn mình muốn đi tìm vợ hay là gì mình kín đáo đi, mình đừng có hô trương, mình muốn làm cái gì á mình đi làm. Mà bây giờ trời ơi, bây giờ ông có cái tuổi ông còn mút còn mát gì nữa đâu mà bây giờ lên tuyên bố rồi đi kia tìm gái còn chinh nào mà dám nhào vô ông, đúng không?
ông nhớ rằng á, ông còn có con gái, ông còn có cháu gái này kia, ông ăn nói cho cẩn thận là một chút xíu, một cái điều cho nó mới là một chút xíu, đừng có nói chuyện mà với coi thường mọi người. Ông nói vậy đó, ngày xưa bà má của ông á, chắc bà của ông cũng đi lấy má ông cũng 200.000 á, mới đẻ cho một bầy mà đẻ ông như vậy đó. Bây giờ ông có cái lý tưởng keo kiệt như vậy, ông mới coi thường người ta. Chửi tôi chửi đó, ai muốn chửi, ai muốn vô chửi tôi thì tôi không sợ. Tại tôi nói cái này đó là quyền lợi cho chị em phụ nữ chúng tôi, cái danh dự chị em phụ nữ chúng tôi, và nâng cao cái nâng cấp chị em phụ nữ chúng tôi, không phải là cái dạng mà hạ đẳng, cái hạng mà tầm thường. Phụ nữ chúng tôi là tất cả trên toàn thế giới này, chứ không có phụ nữ chúng tôi sao có các người không có ông. Ông nghĩ lại đi, ngày xưa không có ma, không có má ông, tại sao có ông? Ông không nghĩ cái điều đó mà ông đi nói là hả, chơi một cái 200.000, ông không muốn chơi. Vậy ông muốn đi chơi chùa hả? Ông vậy về hiện bây giờ ông đi giống như là ông đi gặp, ông đi là gượng được, mà ông gượng được chùa á, gặp ở đâu mà có ăn có mặt thì có ăn, thì ông nhào vô ông ăn, ông lắm gà mòn tan chút xíu rồi đi. Hoặc là ông có đồ bông với mấy công đắc á, ông đi ông khè người ta hoài. Ôi đất ơi, ông đưa người ta cho đã rồi người ta bỏ ông, người ta thôi ông, cái ông lấy đồ bông lại, cái ông đi cưới bà khác. Vậy là ông có thường kia, ông có thường mình bà phụ nữ quá mà, đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy ở đây không, nguyên một hàng cây nè, rất là đẹp ha. Mình quay cho cả nhà coi nha, nguyên một hàng cây nó vàng, mà nó vàng đẹp dễ sợ luôn các bạn ha. Thì mình cũng lên đây kêu gọi chị em phụ nữ chúng ta phải có một cái giá trị một chút xíu, nâng cao cái giá trị chị em phụ nữ chúng ta lên. Mình đừng có coi thường cái danh dự của mình. Mình có đừng có này nọ, đừng có gầm gật, đừng có này có nọ. Để cho một cái loại mình ông như vậy á, người ta coi thường mình, người ta khi dễ mình, đúng không các bạn? Thì các bạn nào có yêu thích thì cho mình một like, và một lượt xem, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Mình nói đây để mình nâng cao phụ nữ chúng ta lên. Mình yêu mình người phụ nữ chúng ta phải có một cái giá trị, phải có một cái tư cách để cho mình ông người ta coi trọng mình. Đừng để cho một cái ông già mà coi thường, có cái coi thường cái nhân cách, đúng không các bạn? Thì mình xin thôi. Bây giờ thì mình xin tạm ngưng cái clip này ở đây ha. Hẹn các bạn lại cái clip sau ha. Bye bye, see you next time.